Thưa quý vị và các bạn, chế biến tinh bột sắn đóng góp một phần không nhỏ vào phát triển kinh tế. Tuy vậy, với quy mô nhỏ, công nghệ và thiết bị sản xuất không đồng bộ nên hoạt động sản xuất của những cơ sở này đã tác động xấu đến môi trường. Để phát triển bền vững, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải có biện pháp kiểm soát chặt chẽ. Và nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập đến trong chuyên mục Tài nguyên môi trường kỳ này. Nhưng trước hết là những thông tin tài nguyên và môi trường đáng chú ý. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Dân cư, hộ gia đình, các cá nhân thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Hiện đề án đã sắp kết thúc, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định triển khai phân loại rác tại nguồn, trước mắt thực hiện tại các khu vực đô thị trung tâm của các huyện còn lại, sau đó triển khai rộng rãi tại các xã trung tâm, thuận tiện giao thông. Trên cơ sở tính toán lượng rác hữu cơ thu gom được, đưa ra giải pháp vận chuyển rác từ các khu vực trên cùng một tuyến đường về nhà máy xử lý rác thải thành phố Lào Cai. Rác vô cơ vẫn thực hiện chôn lấp tại bãi rác trung tâm của huyện. Đối với các xã vùng cao, cơ bản vẫn duy trì mô hình tự quản thu gom rác thải, hướng dẫn người dân thực hiện phân loại rác thải hữu cơ được tận dụng cho chăn nuôi, ủ phân hữu cơ phục vụ trồng trọt. Rác vô cơ được đem chôn lấp hoặc đốt tùy điều kiện từng địa phương. Cùng với đó, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi các nhà đầu tư xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh bằng công nghệ hiện đại, đảm bảo việc xử lý rác thải triệt để, thân thiện với môi trường. Công an tỉnh Lào Cai xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chế biến nông sản thực phẩm Hiếu Hưng 255 triệu đồng. Vì xả nước thải sản xuất ra môi trường và không thu gom chất thải nguy hại theo quy định. Tại thời điểm kiểm tra, nước thải sản xuất của nhà máy này được đưa vào 3 hồ chứa, trong đó hồ số 1 và số 2 là bioga và hồ số 3 là hồ tự nhiên. Trong đó, hồ số 3 không nằm trong quy trình xử lý nước thải sản xuất của nhà máy. Nguồn nước này chảy ra giếng xả chung của nhà máy, sau đó trực tiếp xả ra sông Hồng với khối lượng gần 47 mét khối trên ngày. Kết quả phân tích cho thấy mẫu nước thải tại vị trí xả thải sông Hồng có thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam từ 1,5 đến 2,6 lần. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều thùng phi loại 200 lít chứa dầu mỡ thải thuộc danh mục chất thải nguy hại nhưng lại để lẫn trong kho sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, cứ vào mùa thu hoạch sắn, nhiều cơ sở chế biến tinh bột sắn trên địa bàn huyện Bảo Thắng lại bắt đầu hoạt động rầm rộ trở lại. Mặc dù thời gian sản xuất chế biến chỉ từ 1 đến 2 tháng một năm, song ô nhiễm môi trường từ khói bụi, chất thải và tiếng ồn đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân sống trong khu vực. Tại thôn Đo Ngoài, xã Thái Niên, theo phản ánh của người dân cho biết, từ khi cơ sở chế biến sắn này đi vào hoạt động, người dân ở đây luôn mất ăn, mất ngủ vì ô nhiễm khói bụi, cộng với ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập của các cháu học sinh. Nhiều việc sản xuất chỉ dừng lại đến khi 22 giờ thì bà con còn chịu được. Tuy nhiên, những ngày này cơ sở hoạt động hết công suất, sản xuất thông đêm, tiếng ồn, mùi oi của khói bốc lên, khiến người dân không thể nào ngủ được. Về lâu dài, bà con thôn Đo Ngoài đề nghị cấp ủy có thẩm quyền phải có phương án di dời cơ sở sản xuất này ra khỏi khu dân cư. Cô cảm giác thế nào? Cô chưa ổn, bức xúc không? Ổn chứ. Bức xúc không nhỉ? Bức xúc thì làm sao được. Dạ. Tại sao có làm sao được? Không biết được làm sao, người ta đã làm lên như thế rồi. Thì làm sao được? Thế sao bảo phản ánh như cái đất người ta cấp để đất dân dùng? Đất của người ta ấy. Thế đất nông nghiệp? Thì đất người ta mua hết rồi. Đất người ta bây giờ người ta xây dựng lên như thế, bảo người ta phá đi cũng không thể được. Được biết, cơ sở sản xuất chế biến sắn này trước đây là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hùng Hằng, nay đổi sang hộ kinh doanh cá thể từ năm 2019. Tính đến nay, cơ sở này đã đi vào hoạt động trên 4 năm. Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp sản xuất chế biến sắn là người dân nơi đây vô cùng bức xúc vì ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn. Người dân đã đơn thư nhiều lần lên xã, huyện, nhưng đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm. Thậm chí cơ sở này còn xây dựng mới, mở rộng quy mô sản xuất, tự ý săn lấp đất, ruộng khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Mất nhất là cái vệ sinh môi trường. Cái này là tiếng ồn của đêm, của khu vực bên đấy, dân không ngủ được.
người ta bức xúc. Và cái thứ hai là nói lên nói xuống cấp huyện cấp xã này coi như tỉnh bơ, không làm gì cho dân nhé. Nhưng mà sao nghĩ là họ sản xuất nông sản nó tốt? Sản xuất thì tốt, anh làm được việc anh, nhưng nó có hai mặt, cái lợi và cái hại. Anh phải là trước khi anh làm anh phải xử lý được cái hại. Bây giờ cái môi trường nó độc hại như thế mà nó bẩn thế, mà nhiều lúc nó ngân ngang tất cả ra ngoài đường, đường đi lại tắc nghẽn. Hàng sắn này là phải sấy cả ngày lẫn đêm, khi bao giờ đến khô thì mới được. Còn về sấy ô nhiễm môi trường ấy thì nói thật là trên tất cả các ngành nghề gì nó cũng tạo ra tiếng ồn. Thì bây giờ em cô gia đình cũng đã cũng sẽ làm sao cho giảm thiểu, nghĩa là mức số lượng mà lò đốt ấy thì sẽ giảm một lửa để cho nó hạn chế tối thiểu, để cho người nó không ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Có thể nói, việc chế biến nông sản ở thôn Đo Ngoài, xã Thái Niên đi vào hoạt động đã góp phần giúp cho người nông dân trồng sắn trên địa bàn xã Thái Niên nói riêng và các xã lân cận trên địa bàn của huyện Bảo Thắng tiêu thụ sản phẩm, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, qua ghi nhận thực tế, những ẩn họa về việc chế biến sắn mà người dân phản ánh với phóng viên Tài nguyên Môi trường là có cơ sở. Trao đổi với ông Đỗ Ngọc Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thái Niên cho biết, việc người dân phản ánh tới chính quyền xã có biết, nhưng việc xử lý về lĩnh vực môi trường lại vượt thẩm quyền của xã. Xã cũng đã có văn bản yêu cầu cơ sở sản xuất này phải giảm khối lượng sản xuất về đêm, dừng sản xuất sau 10 giờ đêm để những hộ dân xung quanh không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn. Trên địa bàn thì vừa rồi thì xã cũng đã nghe phản ánh của một hộ dân đến phản ánh về việc mà cái cơ sở sản xuất sấy sắn của nhà Hùng Hằng thì nó có gây tiếng ồn ảnh hưởng đến cái giấc ngủ của bà con. Thế thì ủy ban dân xã cũng đã trực tiếp mời gia đình và cũng đã xuống làm việc với gia đình. Đấy, và cái bước đầu tiên qua cái trình bày của gia đình là cái việc khởi động cái lò sấy. Nếu trường hợp mà đang vì là khởi động nó khi nó nóng lên thì nó có thời gian. Thế mà yêu cầu của người dân là phải dừng từ 9 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau thì gia đình hơi khó thực hiện. Và ủy ban dân xã thì cũng đã yêu cầu đối với gia đình trước mắt là phải giảm tải. Nghĩa là gia đình đang hoạt động là 8 lò thì chỉ được hoạt động là 4 lò trong một thời gian, sau đó thì luân chuyển sang lò kia thì để đảm bảo giảm bớt tiếng ồn để cho bà con dân đỡ bị ảnh hưởng trong cái sản xuất, về đảm bảo vẫn sản xuất nhưng vẫn đảm bảo được cái môi trường đối với bà con nhân dân ở tại thôn xóm. Trên thực tế, tình trạng ô nhiễm môi trường gây tiếng ồn lớn của các cơ sở chế biến tinh bột sắn trên địa bàn của huyện Bảo Thắng thời gian qua vẫn còn nhiều tồn tại và chưa được giải quyết dứt điểm. Phần lớn các cơ sở mang tính nhỏ lẻ, công nghệ chế biến chưa được cải tiến, thiết bị lạc hậu. Mặt bằng sản xuất nhỏ hẹp, thêm vào đó là hầu hết các xưởng sản xuất lẫn vào khu dân cư. Chỉ chú trọng đầu tư phát triển sản xuất mà chưa quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường và bảo hộ lao động. Kèm theo đó là hoạt động sản xuất cũng theo kiểu tự phát, chưa có tính bền vững. Để di chuyển ra vị trí khác thì nó cũng đang mắc nhiều cái, vì liên quan đến cái việc mà khi di chuyển thì lại cần mặt bằng và đặc biệt là liên quan đến điện. Thì những khu vực mà xa dân cư thì lại không có đường điện vào. Nó cũng khó cho gia đình trong việc di chuyển. Ủy ban dân xã cũng đã bàn cái phương án là di chuyển sang cái khu vực mà nó xa khu dân cư để đảm bảo nó sản xuất mà không ảnh hưởng đến môi trường, không ảnh hưởng đến hàng xóm. Tuy nhiên thì lại liên quan đến cái đường điện không đảm bảo. Cho nên là gia đình hiện tại vẫn đang phải kinh doanh hoạt động tại chỗ. Còn cái phương án thời gian tới thì cũng có thể là tỉnh đang quy hoạch cái cụm công nghiệp nhẹ tại trên địa bàn xã Thái Niên và xã Phong Niên. Thì khi được phê duyệt dự án này thì là các hộ gia đình sẽ di chuyển về cái vị trí cụm công nghiệp để đăng ký kinh doanh đảm bảo với môi trường. Được biết, những năm vừa qua, huyện Bảo Thắng đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các chủ cơ sở trong việc nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, không xả nước thải, chất thải chưa được xử lý ra môi trường. Trong năm 2020, Ủy ban Nhân dân huyện đã kiên quyết xử lý, buộc nhiều cơ sở sản xuất không đảm bảo vệ sinh môi trường phải đóng cửa. Huyện Bảo Thắng cũng khuyến khích các tổ chức cá nhân đầu tư vốn nâng cấp dây chuyền sản xuất, thiết bị nhằm nâng cao công suất chế biến, chất lượng sản phẩm, giảm tổn thất trong sản xuất, đặc biệt là giảm thiểu ô nhiễm từ chất thải.
Với những ý kiến của người dân và chính quyền nêu ở trên, thời gian tới cơ quan chức năng của tỉnh, huyện Bảo Thắng và các cơ sở sản xuất chế biến sắn thôn Đo Ngoài, xã Thái Niên cần nhanh chóng xử lý những kiến nghị phản ánh của người dân và có giải pháp xử lý dứt điểm để bà con yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống. Tới đây, chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.